Ôi. Tao chưa nhảy mà. Tại chưa nhảy kìa. Ngày xưa, ngày xưa, tại một vương quốc đi theo nọ, có một đức vua hiền từ và một hoàng hậu xinh đẹp. Ngày nọ, hoàng hậu mang thai và cũng đến ngày thai hoa để mà bác sĩ xong sức. Đây là ca gì đây? Đẻ thường nha. Con sẽ mổ, đẻ mổ nguy hiểm lắm. Con sẽ mổ. Tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Đẻ mổ ok. Có vẻ khó nhỉ. Đẻ rồi. Chẳng may sau khi hạ sinh công chúa, hoàng hậu qua đời, công chúa lớn lên ngày càng xinh đẹp. Cứ
tôi gương gửi trên đường cho ta hỏi trên đời có ai đẹp hơn ta. Đẹp nhất trần ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Hả? Chẳng phải Bạch Tuyết đã chết rồi sao? Nàng ta sống phúc núi non ở nhà của bảy chú lùng xa xa. Hãy xem tình chiêu của ta đây. Chú giỡn quá, giỡn quá, giỡn quá, giỡn quá, giỡn quá, giỡn quá. Sao có ai mở cửa vậy trời? Tí. Tí. Cháu ơi, bà có quả táo ăn không thế? Bà cho cháu nè. Ăn đi, ăn cho chết đi. Lâu lâu ganh không thành, cơm không học một chút thôi.